với nội dung tập trước. Sau bao nhiêu cố gắng, cả hai nhóm đều đã lọt vào vòng trong. Bên cạnh đó, một lần nữa sự xuất hiện của Yuri đã khiến cho Legio phải suy nghĩ về tình cảm của mình với Seven. Trong một lần xe rượu tại quán của Kata, Khiết Băng đã thổ lộ tình cảm của mình với Trương Kiệt, nhưng Trương Kiệt lại lảng tránh. Sau khi anh ra về, một nhóm người xấu đã lợi dụng danh tính của Trương Kiệt để đưa cô đi. Khiết Băng sẽ gặp chuyện gì đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của La La School. Công nhận con nhỏ này nó nặng thiệt tụi bay. Nặng gì mới ngon này kìa. Nhỏ nhìn nóng bỏng quá. Ê, tao làm trước mày. Tao phát hiện ra trước, tao phải làm trước. Ê, tụi bay coi tao là cái gì? Dạ, đại ca. Đại ca. Đại ca tao phải làm trước. Nó ngon thiệt tụi bay. Ok, dừng lại. Xin lỗi, đã không bảo vệ được em. Khi Băng, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao? Kata, sao em lại ở đây? Đây là đâu? Mọi chuyện giờ cũng ổn rồi. Em cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì chắc bây giờ... Em đừng nói vậy. Bạn bè với nhau mà, mình giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi. Với lại mình còn là đồng đội của nhau nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, vì anh đã giúp cho em. Mọi chuyện cũng qua rồi, em ổn là tốt lắm rồi. Lần sau em chú ý cẩn thận hơn nhé. Ừ, em biết rồi. Kata, từ lúc biết em cho đến giờ, em thấy em mang lại nhiều rắc rối cho anh quá. Thật sự em rất là ngại, em không biết phải làm gì để cảm ơn anh nữa. Thật sự là em muốn cảm ơn anh. Chắc chưa? Bất kỳ điều gì đúng không? Trong điều kiện cho phép. Điều anh muốn ngay lúc này là em được bình an và hạnh phúc. Vậy với anh là đủ rồi. Mà giờ cũng khuya, em ở đây chẳng không có tiện. Anh đưa em về nhé. Thôi, em không dám phiền anh nữa đâu. Để em kêu tài xế lên chở em về nhà cũng được. Vậy anh tiện em xuống dưới. Ừ. Rồi, đây. Trời đất ơi, tập nhảy không đâu tập. Tao bấm bấm cái gì vậy hả? Thì tôi đợi mọi người tới, tôi chơi game. Không được hả? Đâu, đi coi coi game gì mà ông say mê dữ vậy? À, cái này nè. À, thì ra là game Crossfire Legend chứ gì. Thế mà tôi có tưởng. Ôi mà ông chơi cục ấp quá à, mới tới bạch kim à. Thôi đi, tôi chơi cho. Yes. Ghê vậy? Đương nhiên rồi, bộ nghĩ của mình đã biết chơi chắc. Điện thoại của tôi.
Trời ơi, chơi hoài. Người gì đâu mà ích kỷ dữ trời. Ủa, mấy người kia đâu? Sao chỉ có hai người vậy? Hana, thì có hai người tôi này. Còn mấy người còn lại đâu? Sao lần nào tôi tới cũng thiếu người hết à? Sao tôi thấy nhóm mình không có tinh thần tập luyện gì hết à? Vậy sao giành giải được? Ây vô, xin chào mọi người. Yeah. Ê, tới rồi. Nhưng mà đáng lẽ giờ này mọi người phải tập rồi chứ. Sao giờ còn đứng đây? Tại mấy người chứ ai. Tới gì đâu mà trễ như quỷ vậy, bắt người khác đợi. Xin lỗi nha. Ủa, nhưng mà có 5 người à, tập kiểu gì? À, không quan trọng. Có nhiêu tập nhiêu. Theo tôi, đủ người để tập cũng sẽ định. Đây là bài tập rất là khó. Chú ý 5, 6, ta, 7, ta, 8, ta, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Ê, nhảy. Nhảy gì vậy? Nhảy, nhảy gì? Trời đất ơi, mang tiếng là nhảy giỏi nhất nhóm mà nhảy được có vậy thôi á hả? Trời ơi, sai từ lưu hết trơn luôn á. Vậy là vậy sao? Tôi là mang tiếng là học trường lớp đàng hoàng nha. Đúng rồi, trường lớp hả? Mà tay thì sai nè, chân cũng sai nốt luôn. Thì tôi cố tình nhảy sai cho mọi người xem cái sai mọi người sửa. Ai ngờ không có ai, mấy cái người này nha, tập mà không có để ý lỗi sai của anh để mà sửa gì hết. Mỗi Tina là tốt, chúc mừng, rồi. Thôi bớt biện hộ đi, ông nhảy dở quá, tôi làm giám trưởng cho. À, đúng rồi đó, để Tina làm giám trưởng đi. Ok, khỏe, tôi ổn. Đó, rồi rồi rồi, nhóm trưởng đó, tập đi, tập đi. Nói đâu? Đi mua nước đi. Gì? Đi mua nước. Mua nước? Ừ. Sao lại tôi? Tại vì tôi là nhóm trưởng, tôi có quyền. Kênh gì kìa, không kêu. Anh ơi, lại đem nói đây nè. Gì? Hồi xưa anh làm nhóm trưởng, anh cũng bắt em đi mua nước. Mà đâu phải nước thường, trà sữa mới chịu. Nhưng mà tính ra là anh cũng nói cái câu là nhóm trưởng là cha là mẹ. Này ra, mình đi đi anh. Đi mua nước nè. Thôi, nể mặt Kenji. Tôi đi mua nước. Rồi, tất cả mọi người tập tiếp nè. 5, 6, tà, 7, tà, 8, tà, 1, 2, 3, tà, 4, 5, tà, 6, tà, 7, 8, tà, 1. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với cuộc thi đại chiến Underground. Kính thưa quý vị, MC xin được trân trọng giới thiệu người chấm điểm B-Boy Si Phương. DJ Focus Day. Cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đội bên tay trái của chúng tôi đó là đội Black City. Và đội bên tay mặt của tôi đó là đội Bi Phở 336. Và bây giờ xin mời hai đội trưởng chúng ta bước lên phía trước, trao cho nhau những cái nắm tay thật nồng thắm. Bắt đầu. Yes. Và trận đấu chúng ta sẽ thi đấu trong 3 round và thể loại là Trick Battle. Xin mời DJ Lan.
không phải đi quýnh lộn đâu. Lội 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 hết bây giờ. Trận đấu tiếp tục. Thôi đi nhảy mà cứ đánh lộn hoài. Và trận đấu kết thúc. Và bây giờ đó là phần công bố kết quả. Xin mời B-Boy Seafood. Và bây giờ 3 2 1. Xin được cảm ơn đội Bơi Phở 336 đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin được chia buồn cùng đội Black City và hẹn các bạn trong dịp mùa sau. Xin cảm ơn. Nè, làm cái gì vậy? Tôi đang khởi động. Khởi động hả? Khởi động bằng cái tiếng đồng hồ một động tác, mà làm thêm một tiếng nữa động mà xúc ra bây giờ. Ừ, hay quá. Khiết băng một thời lạnh lùng sang chảnh, mà bây giờ cũng sức bất lan ban gì một ai đó kìa. Ai? Ai đó 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 ai ai gì ai 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 ai. Thôi bây giờ nhì đi, bây giờ hai tụi mình cùng nhau cố lên nè, để sắp tới á mình phải thắng cuộc thi này mới được. Cố lên. 1 2 3. Cố lên. Yeah. Mọi người vất vả rồi. Nước đi. Nước em. Ồ, cảm ơn anh. Em đây. Ừ, cảm ơn anh. Mọi người tập mệt rồi, chắc là chuẩn bị về nhỉ? Ờ, đúng rồi. Anh đưa em về nhá. Ừ? Ít ra thì cũng phải có cái gì đó để cảm ơn anh chứ nhỉ? Bây giờ anh sẽ đưa em về. Xong rồi em mời anh một chầu ăn nhá. Coi như lời cảm ơn. Sao cũng được. Em mời anh. Trời ơi. Hai người hay nghi lắm nha. Trời ơi, từ cái vụ mà hả sô-cô-la nè, rồi chở nhau đi đón về nè, đi chung, giờ mời đi ăn nữa. Trời ơi, tới giai đoạn nào rồi? Nó nói vậy bà. Kỳ cúng à. Tại vì tôi nợ cái tam một chầu cho nên phải trả coi như là quệ, chứ không có gì đâu. Thôi vậy hả? Em đi ăn chung với tụi anh nhá. Thôi hai người đi, em đi về trước. Bye. Đi. Ồ chị.
Mochi. Mochi. Thôi mình đi ha. Con á dám trốn học bỏ đi theo đàn đúng như thế này đó hả? Mẹ con không có nói gì nữa, đi về nhà với mẹ. Con ơi, con không phải lỗi con Hailey đâu con. Còn con nữa, cô chưa nói tới con đó. Con đủ ghê con của cô trốn học để hư đốn như thế này nè. Mẹ mắng con này, mẹ đừng mắng về Thi. Lại bình nhật với nhau nữa hả? Từ đây trở đi mẹ cấm con không được chơi với nhóm bạn này nữa. Còn con nữa, từ nay trở đi con đừng tới nhà cô chơi nữa nha. Để con gái của cô á bắt chước theo con suốt ngày liêu lỏng ngoài đường. Đi về. Cô đi về, về đây con biết tay mẹ. Thôi bà đừng lo lắng quá. Đúng rồi đó. Ủa vậy là Hailey đi là không có xin phép ba mẹ hả? Giờ từ bữa giờ là bà trốn học để đi theo tụi mình á hả? Gia đình của Hailey không có cho Hailey đi theo con đường nghệ thuật. Nếu như mà nói với mẹ Hailey trước á thì chắc chắn là cậu ấy sẽ không bao giờ được tham gia chương trình chung với tụi mình hết trơn á. Gì kỳ vậy? Đam mê mà cũng ép buộc á. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng mà. Không phải ai cũng được tự do làm điều mình thích đâu. Tôi hết á. Không biết bà ăn nói như sao với mẹ Ly nữa nè. Thôi, bà đừng buồn nữa. Không phải lỗi tại bà đâu. Thôi, bà đừng có lo lắng quá. Mọi người cũng cố lên. Kiểu gì thì cũng tìm cách giải quyết thôi. Cố lên. Nhá, cố lên. Tinh thần đồng đội của chúng ta là không được đi lùi. Tiến lên. Tiến lên, lên. Mẹ đi. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống nha. Để tôi qua nhà Hailey xem thế nào đó. Thi. Chị Băng, hôm nay đi ăn nhá. Anh mời. Hôm nay em bận rồi. Ngày mai? Mai em cũng bận rồi. Ngày mốt, ngày kia, ngày nọ, tuần sau, tháng tới em cũng bận rồi. Thôi, em sẽ chủ động nhắn tin cho anh khi em rảnh. Em hứa rồi nha, phải đi ăn với anh đó. Hôm bữa hình như anh lỡ thấy cà tài chở em đi ăn đúng không? Thực ra là em nợ cà tài một lời cảm ơn, cho nên em phải đi ăn để trả ơn. Chứ em không có chủ động rủ cà tài đi. Cà tài là người chủ động. Mà đi ăn xong rồi về không có xảy ra chuyện gì hết. Và hai người cũng không có gì luôn. Thực ra là chuyện không có gì hết. Nhưng mà em sợ anh hiểu lầm em, cho nên Trương Kiệt anh đừng giận em nha. Trương Kiệt. Trương Kiệt. Ủa, Khiết Băng. Em gọi anh có gì hả? Nãy giờ em nói quá trời luôn, anh không nghe hả? Anh không nghe. Em nói gì vậy? Không có gì. Trời ơi, dạo này á, huấn luyện viên cho tụi mình tập mấy cái bài càng ngày càng nặng luôn á. Tay chân của tôi muốn rụng ra hết rồi nè. Đúng rồi đó, từ đó giờ đâu có bao giờ tập nặng như vậy đâu. Thôi mấy bà ráng xíu đi, với lại tụi mình cũng mới tập có chút xíu à. Chút xíu cái gì mà chút xíu? Ráng cái gì mà ráng? Mấy cái người mà chuyên gia trốn không bao giờ đi tập như bà thì làm sao biết cực khổ. Chút xíu là đúng rồi. Đúng rồi. Từ hồi có người yêu đồ ha là suốt ngày tú tí bỏ rơi bạn bè chị em hết rồi mà.
xuống có mà. Trời ơi. Băng. Băng bằng cái gì? Không có nói nhiều. Con nhét tôi hoài kìa. Nè, bắt tay bắt chân cho. Bài đặt nịnh nữa kìa. Anh Seven. Ê, Yuri. Làm cái nào tới đây được vậy? Mọi người ơi, đây là Yuri, là bạn của Kata với Seven. À, chào mọi người, em là Yuri. Hôm nay em có đem đồ ăn để mọi người ăn tập lấy sức nè. Chung đáo quá. Đây. Đúng lúc đang nóng, thấy thích Yuri rồi đó. Em đút cho anh ăn nha. Sao em... Chưa. Phải phiền hà thế làm gì? Nè, ngon lắm. Để anh tự ăn rồi. Mấy em, nước nha. Ok, cầm lấy nước luôn đi. Ok á, cảm ơn em nhé. Ngon đúng không? Ngon okay, ha. Ok. Ly kêu ố. Ly, bà làm gì vậy? Ly. Trước mặt mọi người em đang làm cái trò gì vậy? Em hỏi anh đang làm cái trò gì mới đúng á. Hôm nay anh dẫn cái cô gái này lên tận đây để mà thân thiết luôn á hả? Anh thật không thể nào hiểu được em đang nghĩ cái gì nữa Ly. Anh đừng có tưởng tôi không biết. Đây là bạn tới cũ của anh nha. Hả? Đúng là tình cũ không đủ không tới mà. Nào là đút bánh cho nhau ăn. Còn nói xấu tôi nữa. Tôi biết hết á. Ly. Anh muốn ngay bây giờ em xin lỗi Yuri cho anh.